ngày 17 tháng 10, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vừa tóm giữ đối tượng truy nã Lê Văn Sáu 1989, trú thôn Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Công an thông tin, trước đó vào ngày 11 tháng 5, ông Hoàng Văn Báo 1962, trú tại thôn Cẩm Lạc, đến nhà người quen uống rượu. Sau khi say, ông Báo được Võ Kim Hữu 1974, trở về nhà gần đó để ngủ. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Lê Văn Sáu sau khi đi uống rượu về thì đi lịch sự nhà ông Hữu chơi. Đối tượng Sáu tại công an. Khi vào đến nhà, Sáu thấy ông Báo đang ngủ nên đến gọi để trêu đùa. Do say nên ông Báo không dậy mà còn chửi Sáu. Bực tức, Sáu lấy đoạn dây cao su châm lửa đốt rồi cho nhỏ vài giọt vào người ông Báo. Sau khi đốt khiến ga mê thủ bị bỏng, Sáu bỏ về nhà ngủ. Ông Báo sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu giãn với tỷ trọng bỏng 33%. Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Sáu về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, thời điểm này Sáu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Cẩm Xuyên sau đó đã ra lệnh truy nã đối với Sáu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, mới đây Công an huyện Cẩm Xuyên đã phục kích, tóm giữ đối tượng Lê Văn Sáu khi hắn vừa trở về nhà. Xin chào! Hiện cơ quan công an đang nối tiếp điều tra làm rõ rệt vụ việc.